Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 4, chương trình sẽ có những nội dung chính như sau. Phải cộng đồng trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi đi kiểm tra công tác phòng chống dịch vào sáng nay. Dự án nâng cấp cải tạo đường 217 giai đoạn 2 đã hoàn thành 60% khối lượng. Học trực tuyến để bổ trợ kiến thức cho học sinh trong đợt nghỉ học dài ngày. Trước hết là thông tin về tình hình dịch COVID-19. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình, từ 9 giờ sáng nay đến 16 giờ chiều nay mùng 5 tháng 4, Trung tâm đã tiến hành xét nghiệm 99 trường hợp, tất cả đều cho kết quả âm tính. Như vậy, lũy kế số xét nghiệm tại Trung tâm CDC Thái Bình đến nay là 802 trường hợp, đều có kết quả âm tính. Tính chung cả nước, đến 17 giờ chiều nay không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19. Đây là dấu hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam. Hiện nay, nhiều địa phương tiếp tục áp dụng các biện pháp quyết liệt để kiểm soát dịch bệnh, không để xâm nhập vào địa bàn. Ví dụ như tại thành phố Đà Nẵng, từ ngày hôm nay, công dân từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Đà Nẵng sẽ cách ly y tế tập trung 14 ngày và có thu phí. Trước đó, tỉnh Quảng Nam cũng đưa ra chủ trương thu phí cách ly đối với những người về địa phương từ vùng có dịch như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội sau ngày 1 tháng 4. Trong ngày hôm qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng ra quyết định sẽ tổ chức cách ly tập trung với tất cả người từ nơi có dịch về Hải Phòng từ ngày 3 tháng 4. Người Thái Bình nếu tới các địa phương trên thì cần lưu ý. Trong khi đó, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm đã vượt trên 1,2 triệu người, cướp đi sinh mạng của hơn 64.700 người. Như vậy, so với ngày hôm qua, đã có thêm hơn 4.000 người tử vong. Sáng nay, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn đã đến kiểm tra khu cách ly tập trung số 3 ký túc xá trường Đại học Thái Bình. Từ ngày 25 tháng 3 tới nay, khu cách ly này tiếp nhận 342 trường hợp liên quan đến ổ dịch bệnh viện Bạch Mai, trong đó 150 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày. Do đặc điểm phải tiếp nhận các trường hợp ở nhiều lứa tuổi, có cả trẻ em và người già yếu đang điều trị bệnh mãn tính, nên lực lượng phòng chống dịch phải huy động cả 4 kiếp trực, nỗ lực tối đa nhân lực, vật lực để phục vụ, đảm bảo ổn định sức khỏe của người đến cách ly. Ghi nhận nỗ lực của các lực lượng được phân công thực hiện nhiệm vụ tại đây, đặc biệt là trường Đại học Thái Bình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh đến sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên vấn đề cộng đồng trách nhiệm phải được đề cao nhất, tạo thành sức mạnh để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đồng chí giao ngành y tế chuẩn bị tốt các phương án cho mọi tình huống có thể xảy ra, chỉ đạo y tế tuyến dưới sàng lọc đối tượng khi thực hiện cách ly và xử lý các tình huống. Trường Đại học Thái Bình tiếp tục củng cố điều kiện cơ sở vật chất, khu ăn ở phục vụ cho các đối tượng được đưa vào cách ly. Cùng với đó, chuẩn bị sẵn sàng để có thể nâng từ 600 giường lên 1.000 giường khi dịch bệnh có diễn biến mới. Kiểm tra tại cơ sở cách ly tập trung của huyện Vũ Thư, bến phà Sa Cao và chốt kiểm soát xã Vũ Vân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo tại khu cách ly, tạo điều kiện tốt nhất cho những người cách ly, đặc biệt là chăm sóc các đối tượng có bệnh nền. Đối với các bến đò phà, thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, kiểm soát người và phương tiện ra vào, kiểm tra thân nhiệt và việc đeo khẩu trang, ghi lịch trình di chuyển của lái xe và người đi cùng, kiên quyết xử phạt đối với những trường hợp vi phạm quy định. Đồng chí cũng yêu cầu phát huy vai trò của tổ tự quản trong quản lý địa bàn dân cư. Địa phương nào để xảy ra tình trạng người lạ vào địa bàn dẫn đến phát sinh dịch bệnh, địa phương đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước tỉnh. Chiều nay, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh kiểm tra hoạt động tại chốt kiểm soát y tế và các tổ tự quản phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Đến ngày hôm nay mùng 5 tháng 4, huyện Quỳnh Phụ có 222 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 được lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đều cho kết quả âm tính. Huyện Quỳnh Phụ hiện đang quản lý theo dõi sức khỏe 152 trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai. Tỉnh đã thành lập 2 chốt kiểm soát y tế trên địa bàn huyện và giao cho huyện quản lý. Ngoài ra, tại tất cả các thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đều thành lập tổ tự quản với tổng số 247 tổ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Quỳnh Phụ
tiếp tục làm tốt các hoạt động của chốt kiểm soát y tế, xác định lịch trình hoạt động, tổ chức khai báo y tế đối với người từ vùng dịch về, tăng cường vai trò của các tổ tự quản để tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, công dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch. Tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên y tế, lực lượng vũ trang, lực lượng phòng chống dịch, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đêm qua, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đi kiểm tra động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 Cầu Nghìn và Cầu Hiệp. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như hiện nay, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu lực lượng cán bộ đang thực hiện tại các chốt thực hiện nghiêm túc, quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Trong quá trình công tác phải bảo đảm quy trình tác phong, kiểm tra theo đúng quy định, tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là, đồng thời tăng cường tuyên truyền những biện pháp phòng dịch đến đông đảo người dân. Đến nay, tất cả các xã, thị trấn huyện Hưng Hà đã thành lập tổ kiểm tra kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Tại các chốt, lực lượng liên ngành y tế và công an xã tiến hành kiểm tra thân nhiệt, lấy thông tin lịch trình đi lại, số điện thoại và địa chỉ người qua chốt. Những trường hợp có thân nhiệt cao, có biểu hiện của yếu tố dịch tễ, bệnh COVID-19 sẽ được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe nhiều lần. Đồng thời, đội phản ứng nhanh của xã sẽ tiến hành đưa về khu cách ly kiểm tra cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, các thôn, tổ dân phố, khu dân cư đều đã thành lập tổ tự quản tham gia phòng chống dịch COVID-19. Thế nhưng hoạt động của những tổ tự quản này vẫn gặp khó khăn. Tổ dân phố số 6, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình có 8 thành viên tham gia tổ tự quản, chia làm 2 nhóm túc trực thường xuyên. Nhiệm vụ của họ là quản lý người ra vào trên địa bàn, lập danh sách, yêu cầu khai báo y tế với những trường hợp cần thiết, giải tán điểm tụ tập đông người và nhắc nhở người dân thực hiện cách ly xã hội. Công việc nhiều, đa phần thời gian phải ở bên ngoài, nhưng độ tuổi trung bình của các thành viên đều từ 65 tuổi trở lên. Đoàn thanh niên ở tổ dân phố thì các cháu cũng còn phải mải đi làm, đi lao động sản xuất. Những lúc cần thiết, khẩn cấp thì chúng tôi sẽ điều động các cháu tham gia vào tổ phòng chống dịch. Người cao tuổi, đối tượng rất dễ bị lây nhiễm bệnh, và nếu nhiễm COVID-19 thì sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn những độ tuổi khác. Họ lại đang là lực lượng nòng cốt tại các tổ tự quản hiện nay. Các bác cứ trực từ 7 giờ đến 11 giờ rưỡi thì các bác nghỉ. Thế là 2 giờ thì các bác trực đến 5 rưỡi. Đấy là cái tổ ở đây. Thế còn lại là cũng thay nhau là đi tuần. Tuy tuổi cao nhưng mà cố gắng tham gia để cho chung tay cùng với cộng đồng để hoàn thành tốt được trong cái thời kỳ này. Tổ chúng tôi thì cũng có hiện nay thì có thành lập 8 đồng chí tham gia. Tham gia thành lập 2 cái chốt, lấy cái đồng chí các đồng chí cựu chiến binh là nòng cốt, độ tuổi trung bình khoảng trên 60 tuổi. Chi bộ chúng tôi đã quán triệt. Đấy, các đồng chí tham gia cái công tác tự quản này thì thứ nhất là tự phải bảo vệ đến mình trước. Bảo vệ đến mình và đồng thời là cũng chuẩn bị đầy đủ các cái phương tiện để phục vụ cho cái công tác phòng chống dịch này. Hiệu quả hoạt động của tổ tự quản, sự nhiệt tình trách nhiệm của họ trong phòng chống dịch COVID-19 thì đã rõ, nhưng khi thành viên của các tổ chủ yếu là người cao tuổi thì lại đặt ra câu hỏi trong việc bảo vệ sức khỏe và nguy cơ nhiễm bệnh của những đối tượng này. Chung tay cùng cả nước chống đại dịch COVID-19, người dân thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy đồng lòng thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhà nào ở yên nhà đấy, hạn chế đi lại đến mức tối đa. Nhịp sống có chậm rãi hơn thường ngày, nhưng các hoạt động thiết yếu vẫn diễn ra bình thường. Ngã tư Diêm Điền, thường ngày vốn sôi động náo nhiệt, nhưng nay, vào thời gian cao điểm trong ngày, đã hạn chế rất nhiều người và phương tiện qua lại. Chỉ có tiếng loa truyền thanh thúc giục mọi người chấp hành nghiêm quy định trong phòng chống dịch. Về thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì chúng tôi chấp hành nghiêm và luôn luôn ở trong nhà, không ra ngoài để phòng chống dịch COVID được tốt nhất. Tất cả các cửa hàng kinh doanh ăn uống, điểm vui chơi, cửa hàng kinh doanh dịch vụ không cần thiết trên địa bàn thị trấn Diêm Điền cũng đều đóng cửa. Còn tại chợ Diêm Điền, các hoạt động thiết yếu vẫn diễn ra bình thường. Ban quản lý chợ chúng tôi là chủ yếu thực hiện công tác tuyên truyền trực quan cũng như thường xuyên nhắc nhở bà con ra vào chợ để cho đảm bảo cái an toàn và chúng tham gia cái việc chống dịch này cho tốt. Ý thức được trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng chống dịch COVID-19 nên mọi hoạt động giữa người mua và người bán đều diễn ra khẩn trương.
Cuộc chiến chống đại dịch nguy hiểm đang ở thời kỳ cao điểm. Huyện Thế Thụy đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để mỗi gia đình, khu dân cư là pháo đài vững chắc, quyết tâm cùng cả nước sớm chiến thắng đại dịch COVID-19. Sau 5 ngày thực hiện cách ly xã hội thì đến hôm nay, hoạt động tiêu dùng của người dân đã trở lại bình ổn. Tại các khu chợ, ngoài những mặt hàng không thiết yếu đã dừng hoạt động kinh doanh, thì những khu chợ thực phẩm vẫn hoạt động bình thường. Không còn tâm lý đổ xô đi mua sắm, tích trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm như những ngày cuối tháng 3. Giờ đây tại các chợ, siêu thị, khách tới mua đã thưa thớt hơn, một phần do tâm lý e ngại khi ra chỗ đông người. Mặt khác do hàng hóa khá dồi dào, giá cả bình ổn, tạo tâm lý an tâm cho người tiêu dùng. Tâm lý thì người ta sợ đóng cửa chợ nên người ta đi mua rất nhiều. Hôm đấy thì bọn chị bán hết sạch hàng, hôm sau thì giá cả vẫn bình thường, không có gì biến động cả. Giá cả thịt lợn và thịt bò vẫn không có sự thay đổi nhiều so với trước ngày 1 tháng 4. Thịt lợn vẫn giữ nguyên giá từ khoảng 130 đến 140 ngàn đồng một kg. Thịt bò khoảng từ 230 đến 250 ngàn đồng một kg. Các mặt hàng tiêu dùng khác như thịt gà, thịt cá và gạo vẫn bình ổn. Sức tiêu thụ tuy có giảm nhưng không đáng kể. Sau hôm 1 tháng 4 thì người ta vẫn ít người đi mua nhưng người ta không mua nhiều. Cả ở thị trường tỉnh Thái Bình nói chung và cả chợ Quang Trung này thì tất cả đều là bình thường. Không có tăng giá và không có lên giá. Tất cả những người bán hàng ở đây đều khuyến cáo bà con là không nên mua nhiều, chỉ nên mua đủ ăn, đủ dùng trong 1-2 ngày thôi. Tại các siêu thị và cửa hàng tự chọn, thực phẩm vẫn giữ nguyên giá niêm yết. Riêng các mặt hàng như thịt gà, mì tôm, sữa tươi và hóa mỹ phẩm được khuyến mại nhiều hơn để kích thích tiêu dùng. Một số cửa hàng siêu thị còn có chương trình đi chợ hộ, tức giao hàng tận nơi để hỗ trợ người tiêu dùng trong thời gian cách ly này. Từ vài ngày nay khi thực hiện hoạt động cách ly xã hội, tình hình mua bán tại các cửa hàng xăng dầu cũng trở nên thưa thớt hơn. Người dân đã hạn chế ra đường rất nhiều và chỉ lưu thông khi có những công việc thật cần thiết. Cây xăng này trước ngày 1 tháng 4 rất đông người đến đây mua xăng, nhưng khoảng vài ngày nay thì thưa thớt hơn hẳn. Từ 1 tháng 4 giờ thì tôi theo chỉ thị của chính phủ thì tôi và gia đình toàn ở nhà thì chỉ có đi ra ngoài đi chợ mua thực phẩm thôi. Những cái việc mà mua thực phẩm này, thứ hai là những cái việc mà thật cần thiết được nên thị xã, nên Thái Bình. Tuy tình hình mua bán tại các cây xăng khá vắng vẻ, nhưng điều đó cũng cho thấy người dân đã có ý thức tốt trong việc hạn chế ra đường, cùng toàn xã hội nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh. Hôm 1 tháng 4 thì người dân lo về cái việc mà cách ly, không các cửa hàng xăng dầu, rồi các cửa hàng thiết yếu không mở cửa, cho nên là người dân cũng có đi mua xăng, cái lượng tăng đột biến so với những ngày bình thường. Sang ngày hôm sau thì là người dân trở lại bình thường mà cái số lượng người là ít đi. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là thời gian cách ly toàn xã hội sẽ kết thúc. Hy vọng rằng tất cả mọi công dân sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc hạn chế ra ngoài đường và tụ tập đông người để cùng chờ đón những tín hiệu tốt và cuộc sống sẽ sớm trở lại như bình thường. Chuyển sang các tin tức khác. Tính đến ngày 2 tháng 4 đã có 264 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình báo cáo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với hơn 51.600 lao động bị ảnh hưởng việc làm. Trong đó đã có hơn 2.300 lao động được các doanh nghiệp thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động và hơn 33.000 lao động phải ngưng việc tạm thời. Đáng chú ý, trong số đó có nhiều doanh nghiệp lớn cũng gặp khó khăn phải cho người lao động tạm ngừng việc như công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Vision, hơn 2.300 lao động tạm ngừng việc. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hà tạm cho 8.000 công nhân ngừng việc. Hiện tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các sở ban ngành và các huyện thành phố tập trung tham mưu giúp tỉnh đề ra các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Đối với các doanh nghiệp vẫn đang hoạt động sản xuất thì tập trung phối hợp với các đơn vị này chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến nay, dự án nâng cấp cải tạo đường 217 giai đoạn 2 đã hoàn thành 60% khối lượng. Theo dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt, tổng chiều dài tuyến đường 8,54 km đi qua địa phận 6 xã của huyện Đông Hưng. Thời gian qua, cùng với tập trung thi công trên mặt bằng đã được bàn giao, đơn vị nhà thầu huy động nguồn vốn cùng với chính quyền địa phương để giải phóng mặt bằng đoạn qua xã Đông Tân. Đến ngày 27 tháng 3, đã hoàn thành toàn bộ việc giải phóng mặt bằng được nhân dân ủng hộ. Hiện nay, đơn vị nhà thầu đang thi công phần nền đường, dự kiến sẽ thông toàn bộ tuyến trước ngày 30 tháng 4 năm nay.
Để bổ trợ kiến thức cho học sinh trong đợt nghỉ học dài ngày do COVID-19, một số trường học trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đa dạng các hình thức học tập tại nhà cho học sinh. Một trong số đó là hình thức học trực tuyến. Thưa quý vị và các bạn, học trực tuyến trong thời điểm hiện tại là một phương pháp học tập hiệu quả, giúp cho các em học sinh có thể trau dồi được kiến thức và được trực tiếp tương tác với thầy cô ngay cả không đến trường. Và khi ấy, nhà sẽ là trường học, bố mẹ sẽ là trợ giảng, giúp cho các thầy cô đôn đốc sát sao việc học tập hiệu quả của các em học sinh hàng ngày. Những ngày này, dù không đến trường, nhưng em Tô Trung Thành, học sinh lớp 9A, trường Trung học cơ sở Trần Phú, vẫn hàng ngày được học bài mới và tương tác với thầy cô và các bạn. Việc học trực tuyến này rất là tiện lợi bởi vì em vẫn có thể ôn lại chắc chắn lại các kiến thức cũ và vẫn học kiến thức mới để đảm bảo nắm chắc được các chương trình trong đợt nghỉ dịch COVID này ạ. Không trực tiếp cầm phấn trắng, viết bảng đen, thế nhưng giờ đây cô giáo Đặng Thị Thanh Nguyệt còn bận rộn hơn cả những ngày đến lớp. Cũng còn có rất là nhiều những khó khăn trong cái việc giảng dạy này. Trước hết là về phía giáo viên thì thầy cô chúng tôi thực sự là phải dành rất là nhiều thời gian trong cái việc soạn giáo án để làm sao để có được một cái kết quả, một cái tiết học thực sự là có hiệu quả. Đấy. Nhưng tuy nhiên thì trong cái thời điểm này, cái việc dạy học trực tuyến này chúng ta nên duy trì và làm thế nào đó để hoàn thiện hơn nữa, để hoàn thiện thật là tốt, để làm sao mà thầy cô có thể truyền đạt cho các em được một cái lượng kiến thức thật là đầy đủ nhất cho các em. Trong thời gian mà học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 thì nhà trường đã triển khai rất nhiều phương pháp để dạy học qua Internet như là gửi bài qua Mai, qua Zalo, gửi video của giáo viên đã giảng dạy cho học sinh và chúng tôi chủ yếu là thực hiện cái phương pháp dạy học trực tuyến. Về cái ưu điểm của cái phương pháp này thì là để tạo lên được cái sự tương tác giữa thầy và trò. Học trực tuyến là một trong số những giải pháp hiệu quả để các em học sinh được học tập và ôn luyện kiến thức. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chưa biết chính xác ngày đi học trở lại, ngoài sự nỗ lực của thầy cô giáo thì thái độ học tập của học sinh vẫn là yếu tố quyết định. Chỉ khi nào học sinh xác định học tập nghiêm túc, tự giác thì việc học mới có thể đạt hiệu quả cao. Thưa quý vị và các bạn, những ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 là điều ai cũng nhận thấy, nhưng có lẽ đối với nhiều người, những ngày căng thẳng đối phó với dịch COVID-19 bỗng trở thành khoảng thời gian để sống chậm hơn, để cảm nhận rõ hơn về mọi thứ xung quanh. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 đang bước sang tháng thứ tư. Nhịp sống của người dân đã thay đổi nhiều. Những ngày này, nhiều người đã chọn một tâm thế khác, đó là điều chỉnh lại nếp sống, hạn chế ra ngoài khi không thật sự cần thiết, thể hiện trách nhiệm hơn với chính mình và cộng đồng, cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Gia đình tôi cũng cùng đồng lòng với nghị định vui vẻ ở nhà để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cho người thân và cộng đồng. Còn với chị Vân, lựa chọn cách suy nghĩ tích cực hơn, đó là dành thời gian sống chậm cho mình và người thân. Chị chăm chỉ nấu ăn, thay cho thói quen ăn uống ở ngoài nhà hàng, vừa tốn kém lại không an toàn. Chính phủ đã ra quyết định thì mình cũng có rất nhiều thời gian chăm sóc gia đình và nội trợ. Mình cũng cố gắng đẩy lùi dịch bệnh, không lây nhiễm đến cộng đồng. COVID-19 đã khiến mọi người thay đổi từ những thói quen nhỏ nhất. Hơn lúc nào hết, sống lạc quan, nghĩ tích cực và cùng truyền cho nhau sức mạnh tinh thần để thể hiện sự chung tay chung sức của từng cá nhân, từng cộng đồng trong thời điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 như hiện nay. Chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đến đây cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.